Di Trương, Di đừng xem thường con tỷ hưu mạ vàng này nhé. Tỷ hưu trời sinh vô khang, chỉ có vào không có ra, là một đồ vật tốt để chiêu tài tiến bảo đó. Lấy của Di 88, không thể thấp hơn đâu, không trả giá nhé. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Không vấn đề, Trần Tiêu, Ai đau đau, mẹ nhẹ tay chút. Di Trương, người đừng để ý tiểu tử này. Tên nhóc này cả ngày chỉ biết phá phách ham chơi, nhất định lại bị lừa, muốn tìm gì để thu hồi đó không sao không sao, tiểu trần đùa với ta thôi. hai ngày trước cậu ấy còn giúp ta sửa xe điện mà, ta mua một con tỳ hưu nhỏ coi như trả phí sửa xe cho tiểu trần. á, à, tiểu trần, cậu đi đâu thế? đúng là mẹ ruột mà, mỗi lần xuất hiện đều rất đúng lúc, quỹ đen đến tay lại vụt mất rồi. tiểu trần à, tivi nhà bà lại hỏng rồi, có thời gian tới xem giúp bà không? ha ha. Bà không phải đi tìm cửa hàng sửa chữa bác mua rồi sao? Sao? Không bằng tiểu trần của chúng tôi à? Hết cách rồi. Ai nói là tiểu trần vừa nhiệt huyết lại lợi hại thế chứ? Được rồi, được rồi. Ông bà ơi, con đi xử lý chút chuyện. Buổi tối sẽ tới. Tiểu trần là một cậu bé tốt. Sao lại mắc bệnh nan y thế? Nghe nói thuốc miễn dịch còn sản sinh ra tính kháng thuốc. Đây là chuỗi chẳng hạn nghìn năm lịch sử mà mình đã tiêu hơn nửa số tiền tiết kiệm mới mua được từ cổ quan. Đạo trưởng nói nếu đeo nó lên và thường xuyên niệm kinh, có thể khiến giữ hóa lành, còn nói có thể nghịch thiên cải mệnh, mình không mong nó có thể trị khỏi bệnh cho mình chỉ mong có thể kéo dài thêm hai tháng tuổi thọ chỉ mong nó có thể khiến người nhà không khổ vì mình nữa mình đã mãn nguyện rồi xin lỗi mẹ cháy rồi mau đến dập lửa toi rồi trần tiêu còn ở bên trong mình thật sự rất muốn được sống tiếp cùng mọi người thanh hư quan sư phụ người thật sự sẽ nuôi nó sao ừ tên nhóc này thật phi thường a tại hạ trần tiêu đến từ thanh hư quan ngươi chính là thần sơn vương đại ca huy yên tâm chỉ cần đến được thần sơn vương chúng ta có thể ngày ngày uống rượu ăn thịt sống sung sướng rồi đến lúc đó sẽ không có ai dám ức hiếp chúng ta chúng ta đi theo thần sơn vương trần hưng yêu tộc chỉ nghĩ tới thôi cũng đã chảy nước miếng rồi nhưng mà đại ca huynh nói thần sơn vương có thu nhận chúng ta không yên tâm với thực lực như chúng ta thần sơn vương nhất định sẽ hoan nghênh hơn nữa thần sơn vương là sói chúng ta cũng là sói nói không chừng còn là người cùng một họ nữa đại ca nói đúng Đại ca, huynh xem, đó là gì thế? Thần Sơn Vương, là thần Sơn Vương đó đại ca. Nhất định là thần Sơn Vương đích thân tới đón chúng ta rồi, nghe nói thần Sơn Vương cao tới 18 trượng. Khí tức này của nhiên không phải người phàm. Thần Sơn Vương đây là súng núi nghênh đón chúng ta sao? Thần Sơn Vương của nhiên lễ hiền hạ sĩ mà. Mời thần Sơn Vương đại nhân nhận lấy. Hai kẻ nhỏ bé nguyện ý vì thần Sơn Vương không màng sống chết. Máu, dừng lại rồi. Thần, thần Sơn Vương con tưởng là có thể sửa chữa thành động cơ tiết kiệm lực nữa kết quả cũng chỉ có thể giữ được cách làm nước không trôi a à. phải nghĩ cách để cải tiến thôi ai đó đại đại nhân âm thanh của người sao biến đổi rồi cái gì thế con tưởng là đâm phải con cá lớn như thế nào thì ra chỉ là hai tên sơn tặc bỏ đi mình hiện tại cũng thiếu hai người sửa xe ta thấy các người cốt cách kinh kỳ không thì để hai người đến thử xem sao người vốn dĩ đã chết trần tiêu bởi vì một sự cố ngoài ý muốn đã du hành xuyên thời gian được thanh hư quan đại năng thiên huyền tử nhận nuôi hiện tại đã qua 18 tuổi sao thế các người hình như lúc này trần tiêu đã trở thành đệ tử chính thức của thanh hư quan đang du hành ở nhân gian không muốn sao nhưng đến thế giới này cơ thể lại không có bệnh tật gì lại bước vào tiên môn chỉ có thể nghĩ cách trở về thế giới cũ thêm một lần nữa gặp lại người nhà huyện nhà đan thành nhà môn trần đại hiệp đây là tiền thưởng của ngài. Thần Sơn Vương là yêu thú luyện khí tam trọng. Hê hey hê, hey, thiếu niên tên Trần Tiêu đó thực lực không phải dạng vừa. Trần Tiêu cảm tạ huyện lệnh đại nhân, ta vẫn còn phải vào trong chợ mua chút đồ, cáo từ trước nhé. Đúng rồi, hai tiểu yếu giúp ta kéo xe miễn phí tặng cho mọi người đó. Không ngờ rằng Thần Sơn Vương lộng hành trong đan thành tám năm nay, lại bị một thiếu niên trẻ tuổi như thế thu phục rồi, lợi hại quá. Trần thiếu hiệp đi thong thả, thật sự là cậu ta bắt được sao? Nghe nói đến tiên sư đều không có cách trị được Thần Sơn Vương, lợi hại quá rồi. ách số tài sản tích lũy của huyện nha vài năm nay đều trống không rồi cung tiễn trần thiếu hiệp huynh đệ xin cảm ơn kéo xe giúp nha tôi rồi đặt thần sơn vương xuống dưới lại quên không điều chỉnh công suất rồi tôi tôi rồi thiếu hiệp sao lại bay rồi khinh công của thiếu hiệp đó hiểu không nhưng rõ ràng ta nghe thấy huynh ấy hết cuối cùng cũng dừng lại rồi ngay cả khi công suất đầu ra bị hạn chế linh lực tiêu hao cũng lớn hơn những gì mà một tu sĩ luyện khí sơ kỳ như ta có thể làm ra như thế còn chẳng so được với việc tự mình chạy muốn đem những phần thưởng mà kiếp trước thu được tạo ra thật khó mà ai đó cầu ngũ xương thần bảo hộ cầu xin ngũ xương thần ngũ xương thần đó là cái gì những người đó sao đột nhiên lại xuất hiện rồi cầu ngũ xương thần giúp vợ của ta sinh được con trai cầu người sớm chữa khỏi bệnh cho phu nhân con cầu xin người cầu xin ngũ xương thần bảo hộ để cho chúng con có thể ăn no cầu xin ngũ xương thần bảo vệ cho mùa màng năm nay bội thu ở nông thôn và vùng núi có rất nhiều tài yêu mạo danh thần minh chúng chuyên lừa gạt dân làng gần đó để được thờ cùng tế lễ. ngũ xương thần này tám phần chính là một loại yêu quái nào đó rồi. nhìn những người này như ma quỷ vậy, phải nghĩ cách trà trộn vào đám người đó. thần không biết quỷ không hay đen tân nương cứu ra ngoài. đặng tiểu muội sắp tới miếu ngũ xương rồi. muội muội người cũng đã gả cho ngũ xương thần rồi. đến lúc đó tỉ muội các ngươi có thể cùng hưởng phúc rồi. đến lúc đó đừng quên những đồng hương tới từ đại thạch đồn chúng ta nhé. gả cho ngũ xương thần, nực cười. phụ thân tặng muội muội cho ngũ xương thần là muốn bệnh của ca ca khỏi hẳn. Kết quả đến bệnh của Kaka còn chưa khỏi, ngay bản thân ông ta cũng bệnh chết chung, ha ha ha. Dù sao hiện tại ta cũng chẳng muốn sống nữa, cũng muốn gặp thử cái tên ngũ xương thần kia. Các người muốn đưa ta đi thì đưa đi, ta sớm đã chuẩn bị rồi. Cũng thức thời đó, xem ra sẽ không chạy mất đâu, rõ ràng biết sẽ chết vẫn không ngần ngại sao. Nhất định phải có lý do không thể không đi, giống như ta. Cô nương, cô không định chạy sao? Ngươi là ai? Ta hình như chưa từng thấy ngươi. Tại hạ Trần Tiêu, là một đạo sĩ lang thang trừ yêu diệt ma. Giúp đỡ mọi người bằng thanh kiếm của mình, ngũ Xuân Thần chính là yêu và tất cả những cô nương được gả qua đó đều biến thành thức ăn, ta tin cô chắc chắn biết điều đó. Nếu như cô cần ta giúp hãy nói với ta. Ha ha, khi muội muội ta bị ăn mất không có ai tới cứu, tới lượt ta thì lại có người giúp đỡ, nhưng ta không cần, ta muốn gặp ngũ Xuân Thần kia, ta muốn xem thử yêu quái hại cả nhà ta chết oan rốt cuộc trông như thế nào, ta phải tự tay chém chết nó. Cô nương, cô tên là gì thế? Azien, ta vốn muốn tới Ngũ Xương Miếu để giết Ngũ Xương Thần trước, Bây giờ có A Diên cô nương đồng hành, vậy thì càng tốt, chỉ là ta không thể bảo vệ cô nương được chu toàn. Cô nương phải cẩn thận, Bái Thần chính là Bái Thần, nhìn lung tung gì thế? Tiêu tử nhà ngươi, hình như ta chưa từng gặp mặt, đã rất lâu chưa bị mắng như thế này, lại cảm thấy nhớ mẹ rồi. Vâng vâng, ta là người ở thôn bên cạnh, đặc biệt tới để xin Ngũ Xương Thần bảo vệ, chỉ khỏi bệnh đau chân cho mẫu thân. Trần Tiêu, cảm ơn ngươi, nhưng Ngũ Xương Thần, ta phải tự tay giết nó. Yêu quái này giả trang thành thần. Lừa gạt người sống làm thức ăn, chắc đã khai trí rồi, có một chút thần thông, nhưng thực lực không mạnh, cần phải đánh lừa mọi người. Xung quanh đan thành luôn không có tin tức của đại yêu, vì thế thực lực của nó chắc sẽ là luyện khí tiền kỳ, nhiều nhất cũng chỉ tới luyện khí trung kỳ, mà ta trước khi súng núi đã học được rất nhiều pháp môn, hiện tại đã tới luyện khí tam trọng, cũng chỉ là có chút sức mạnh của luyện khí tiền kỳ. May mà lần này vận may không tồi, dùng tiền thưởng của thần sơn vương mua được vài món cổ bảo của đạo vận, chỉ cần thu thập cổ bảo, ta lại càng trở nên mạnh hơn ba năm nay cơ thể ta đã đạt tới thủy chuẩn tiền kỳ thông mạch hiện tại ta đã gần như trở thành pháp thân song tu sợ rằng tới đối thủ luyện khí trung kỳ cũng không thể đọ sức cầu xin ngũ xương thần bảo hộ cầu xin ngũ xương thần bảo hộ a diên ngũ xương thần bảo hộ cầu xin người cười a diên chiều cố nhiều hơn đại thạch đồn chúng ta những bảng tên này tất cả đều là người đã bị ngũ xương ăn rồi cái miệng này một năm không biết đã ăn mấy chục người rồi sợ rằng những người dân quanh đây đều tới thờ cùng nó cứ tiếp tục ăn như thế này người sống sớm muộn gì cũng bị ăn hết nơi này cũng sẽ biến thành cừu u quỷ vực đầy oán khí ngũ xương thần bảo hộ ngũ sơn thần bảo hộ tà ma như thế trần tiêu ta nhất định phải diệt trừ ngưu giác suy nhất thanh suy đắc trương thụ hiệp phiên hoàng nhất phiên phiên lai thiên giã động nhị phiên địa lai bá thảo hoàng tam phiên nam nhạc kim thành miếu tứ phiên tà quỷ tẩu mang mang ngũ phiên cao sơn tá bình địa lục phiên bình địa tá cao sơn thất phiên sung đầu thị sung vĩ bát thiên sung vĩ thị sung đầu cứu thiên tà sư vô xuất lô thập phiên tà tinh hóa bụi trần tà cước đầu thượng đỉnh hoàn thủy hữu cước đầu thượng đỉnh trụ hương, phi vân tẩu mã tốc lai lâm, đệ tử kim thì lai phụng thỉnh, hẹn gặp lại, cùng ngay ngũ thần xương. Thấy được thứ mà người thường không thể thấy, dạy trừ thuật huyễn ảo che mắt con người, linh thị, mở. Đây là phúc phần được hưởng thụ sao, này tiểu tử, không muốn chết thì mau quỳ xuống. Cẩn thận vương xương thần bực bội, ta đoán sai rồi, yêu thú này thế mà lại có trình độ luyện khí hậu kỳ. Dô, người tu luyện, khách quý a, linh lực có trong máu thịt này còn nhiều hơn so với người thường đó.